ra là hơi sợ. Dần dần quen à? Mẹ con Kitty xin chào các bác nhá. Lâu lắm rồi, hôm nay mẹ con mới em Kitty dẫn các bác ra thăm vườn vải bà ngoại các bác. Ui vải quả vải nhanh nhanh lớn đi các bác ơi. Ui giời nhanh to thế. Quả như em thì cũng đã to nhưng mà không to bằng nhà bà ngoại, chỉ bằng như ở bằng quả kia thôi. Tầm bên cái vườn hàng xóm rồi. Nhà bà ngoại nhà ui sai chín luôn. Nhìn lâu không ra nhìn khác hẳn luôn nhỉ cái Kitty nhỉ. Kitty ơi có thấy quả vải to không? Nè. Anh ngửi à? Chưa ăn được. Quả vải này là dự tính khoảng tầm 2 năm đến 30 ngày nữa là được hái các bác. Cái tí lâu là không không ra cũng có vẻ no sợ ấy các bác. Thế ơi nhà bà ngoại vườn sai thế. Đây như nhà bác này là mất mùa các bác này. Quả tí nhá mà mất mùa không bằng nhà bà ngoại. Đến cái cảnh này không có quả luôn. Đây này. Cái này quả quá thưa luôn là vặt rất là mệt đấy. Những cành này không có tí quả này. Như bà ngoại này. Ví dụ như bên đây cũng lại cái khác này. Bên đây thì lại quả kém hơn. Nhưng mà mé bên này nhiều quả. Đây. Các bác ơi nhìn có thích không ạ? Nhưng mà tầm này là bắt đầu là đang chăm là vất vả đấy ạ. Tầm này là vất vả đấy. Tại vì còn sợ sâu. Kitty xuống xem là bà ngoại còn rau gì không đi. Chắc là Kitty là lần đầu tiên nhìn thấy quả vải các bạn. Nhưng mà như này là so với mọi năm là mất mùa đấy. Đây này, rụng nhà bà ngoại cũng bị rụng, nhà em cũng bị rụng, tại vì nó bị sâu, nó bị sâu xuống. Sao nó cũng đi mà, sao cũng sâu ăn hết rồi. Ví dụ như những cái cây này, cành này mọi lần là nhiều quá, bây giờ rụng hết sạch rồi. Đây này rụng một gì gốc này, rụng hết rồi. Năm nay lại một năm mất mùa rồi các bạn. Rau nhà bà ngoại cũng đã sâu hết rồi. Có rau, rau gì ăn rồi, Kitty ơi. Kitty có muốn trèo cây vải không? Cho Kitty ra cây vải, Kitty trèo nhá. Như những cành này này, các bác này. Không muốn một quả nào luôn. Buồn, buồn cho bà ngoại quá. Cứ một quả một thôi là rất là vất vả luôn. Năm nay bà ngoại này mất mùa rồi cái Kitty ạ. Là cũng không lên. À, Kitty ơi, bà ngoại trồng cây ngô này. Cây ngô nó bắt đầu ra hoa rồi. Sắp có bắp để cho Kitty ăn rồi này. Đây là cây ngô nhá. Đấy, cây ngô đang bắt đầu ra hoa rồi này. Kitty nhìn cái gì cũng lạ. Lâu lắm rồi Kitty không ra vườn. Mẹ cho cây nào thì cho Kitty trèo nhá. Kitty vẫn ăn cả vải không? Ui dồi ôi sợ quá. Ngô ra đây. Sao mà sợ thế? Sao mà sợ thế? Mẹ cho Kitty sang cây này để Kitty trèo nhá. Kitty trèo lên đi tập đặt vào vải cho mẹ nhá. Cây này trắng quả luôn rồi Kitty này. Đây kia đấy, ôi trời ơi sao chẳng có quả gì vậy. Mấy hôm trước ra là có quả. Đây các bác này. Như cây này rất là to luôn nhưng mà quả không được bao nhiêu. Như cây này thì coi như là mọc hết luôn đấy. Mất mùa. Mỗi quá những cây to mà cây to này trèo vất vả lắm các bác. Trèo mới vặt được quả vải vất vả lắm. Hôm nào mà bao giờ mà được vặt đấy là mẹ con cái chi sẽ quay cho các bác xem. Cây này hỏng hết sâu rồi. Này. Cái này cái tôi này chó quả gì luôn. Cái này vặt mệt lắm các bạn. Cao quá. Mọi năm á, mà cả quả sai á, chiếu cành luôn. Cành phải rụng đúng cơ. Cái tia con lên đây xem. Sao? Sao thế? À, con lên đây. À, thì con lâu không ra là hơi sợ. Dần dần quen à? Lên.
ngồi lên à, bác xem à, ui rồi ui rồi, em à, nhưng lên mẹ bé nhé. Đi xem đi. Đây cây này. Quả một quả hai rất là mệt luôn các bạn. Hôm nay vườn này coi như hỏng rồi. Là người dân trồng một quả vải vất vả các bạn, chăm từ bé luôn. Một quả vải dựng xanh hết cả gốc luôn này. Đây những quả này này. Anh hỏng này xem này. Bẻ đấy nhá. Đây, hỏng thối thối cuống luôn, sâu đầu ấy đấy, ngoan con ạ, sâu thối cuống cũng toàn rộng mới là đã bị sâu, kể cả không rộng bây giờ thì một hai ngày nữa nó cũng rộng rất nhiều luôn. Cái này đẹp là con chờ thay đổi nhé. Ui, tụt cả bỉm ra. Sao mà lâu không ra mà lại nạ lại sợ vậy. Năm nay không 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 có vải để vặt được các bạn. Nào. Lên lên lên. Lên lên lên. Không nghe à? Thích mẹ bé à? Sợ à? Nâu không cự không cho con ra còn con cũng khác đấy. Tháo gì vào cho con nhé. Đây nè. Đấy rồi. Đi đi giỏi quá. Đi đi ơi, cẩn thận nhá, cao đấy. Đi ơi. Đi ơi. Đi tìm gì đây? Trời nắng rồi bạn, nắng. Nó mát không à cái tia ơi. À đã sợ mẹ về, mẹ có về đâu, trong mồm đã gặm được cái gì đây. Đi gặm gì ấy con? Vải sắp sắp chín rồi, sắp có quả ăn rồi cái gì ạ? Quay 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 tím gì ấy? À, nó y dạng coi thích rồi. Ngồi cho mát nha. Ui, để đá ăn thế á. Đấy. Mẹ xin à. Đi trèo lên cao cho mẹ xem nào. Cho mát nào. Đi trèo lên nào. Ui, cao thế. Đấy mẹ đi về nhá. Đi ơi. Ai mẹ mẹ đi về đây.
đi về đây. À chị ơi, cây này bây giờ đấy quen rồi, quen là chảy cây như ngồi rồi, con chỉ lạ một lúc thôi các bác. Lại một lúc thôi. May năm nay vườn thì bà ngoại mất mùa, Kitty có buồn không? Kitty có buồn không? Trèo, có trèo lên đây à? Trèo lên đây à? Đúng rồi. Ui, trèo nhanh quá. Thế cái đi ở đây mẹ đi về nhá. Cái đi ở đây chơi nhá. Bye bye nhá. Bye bye nhá. Bye bye nhá. Bye bye, bye bye. Bà nhá. Kitty ơi. Kitty ơi. Đấy, nhưng mà không cần mẹ, mẹ bế nhưng mà bảo mẹ bye bye thì về theo về các bạn. Thôi mẹ đi về đây. Kitty ơi. À, không cần mẹ bế nhưng mà sẽ đến gần mẹ các bạn. Đến gần mẹ cơ. À con lại chơi đi. Mẹ nó đã về đâu. Lại chơi đi. Thôi. Đi ơi. Không cần mẹ mẹ bế. Tại đấy mẹ đứng ở gần cây. Mẹ trèo lên lên cây luôn. Đây mẹ sang cây này xem mà con có sang không nhá. Đi đây. Bye. Úi dồi. Kitty thông minh thế nhỉ. Thấy mẹ đến cây nào là Kitty sang cây đấy à? À. Thấy thấy mẹ đến cây nào Kitty sang cây đấy à? Ui thích nhỉ. Thế mẹ đi ra đây nè. Úi dồi gọi mẹ đấy. Ui. Ấy không. Tưởng mẹ sang cái đấy lại sang ấy. Kitty ơi. Kitty. Mẹ đây mà. Kitty ơi. Mẹ đi sang đây rồi. Bye. Bye nhá. Bye. Bye. Mẹ đi về đây. Mẹ đi về đây. Kitty, Kitty chào cây, thấy mệt mệt chưa Kitty? Và đây cũng là lý do tại sao chuyến đợt vừa rồi là em cũng ít ra thăm vườn. Nói chung là năm nay là mất mất mùa, không phải là riêng nhà bà ngoại của Kitty mà hầu như là toàn dân luôn ạ. Thì là chắc là mai vài hôm nữa là mẹ Kitty sẽ ra làm cỏ dưới gốc cây và cắt cành để cho lại đón vụ mùa sang năm. Thì là nếu như mà còn quả nào được thì là đến mùa là mẹ con Kitty sẽ thu hoạch. Nhưng mà nói chung là năm nay là mất năm ngoái được 10 phần này, năm nay chắc được hai phần này nhỉ. Kitty nhỉ. Kitty ban đầu thì cũng lạ nhưng mà bây giờ cũng dần là quen rồi. Video này mẹ con Kitty cũng xin kết thúc ở đây. Thì các bác yêu quý mẹ con Kitty, yêu mẹ con Kitty xin một like và một đăng ký kênh và một tim. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.